bộ gạch khổng lồ sẽ là kỷ lục Việt Nam lần đầu tiên cho bộ gạch với khối lượng lớn như thế, lại còn có trong đấy có rất nhiều các quả. Xin chào tất cả mọi người và ngày hôm nay thì mọi người đã được quay trở lại với chuyên mục Si. Như mọi người đã thấy trên bàn hôm nay thì mình có rất là nhiều đồ và mọi người có biết là ngày hôm nay mình sẽ làm gì không? Đó chính là một hộp thạch hoa quả khổng lồ. Tuy nhiên thì một mình Thùng Anh sao có thể làm hết được. Ngày hôm nay thì Thùng Anh đã mời đến đây, đó chính là chú Cu và các bạn nhỏ. Xoay đấy là ui mà nhiều hoa quả thế các cháu nhỉ. Đó là tuyệt vời, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã được tham dự với chuyên mục để xem là nó có gắn kết hay không, cho nó thành khối ở thế này.
Đây là bạn. Đây là kim cương bắt mi. Rồi bây giờ sẽ mang nhất cái thùng này đến thoải mái nhất với chuyên mục Sinh. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của chuyên mục.